Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng ngày 13 tháng 6 cho biết có thêm 96 ca mắc COVID-19 tại 7 tỉnh, thành phố. Cụ thể, trong số 95 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất là tại tỉnh Bắc Ninh 34, nhưng Bắc Giang cũng có 32 ca, thành phố Hồ Chí Minh 25, Lạng Sơn 2, Phú Thọ 1, Hà Nội 1. Nhưng 73 trên 95 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính trong ngày 12 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 261 ca mắc mới, gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang 1, Tây Ninh 1. Trong số 259 ca ghi nhận trong nước, có 125 ca tại tỉnh Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh 84, Bắc Ninh 34, Tiền Giang 10, Hà Tĩnh 5, Lạng Sơn 1. Đa số các ca trong nước, 246 ca, được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực cư dân đã được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 8.704 ca ghi nhận trong nước và 1.633 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 7.134 ca, 3.827 ca đã khỏi bệnh. Có 21 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.